vào sáng sớm ngày thứ Sáu, 12 tháng 7 năm 2024. Trên mảnh đất yêu dấu của tỉnh Gia Lai, những hạt mưa bắt đầu rơi lất phất, rồi nhanh chóng trở nên nặng hạt. Trong khung cảnh ấy, bóng dáng của sư thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện, mang lại sự ấm áp và an lành giữa cơn mưa rừng Tây Nguyên lạnh lẽo. Thầy đã trở về sau những ngày vất vả, vật lộn ở nơi rừng thẳm đầy chông gai, được người đồng bào giúp đỡ và đặc biệt hơn, được các cơ quan chức năng quan tâm, hộ tống thầy về quê nhà. Những bước chân thầy nhẹ nhàng, kiên định giữa cơn mưa đầu mùa mang theo sự ấm áp và ánh hào quang lan tỏa, sưởi ấm cho nhân loại. Buổi khất thực sáng hôm nay thật đặc biệt, tràn đầy tình cảm khi bên cạnh thầy là bóng dáng người em trai yêu quý Lê Anh Thìn. Anh Thìn luôn ở bên cạnh thầy, đồng hành trong mỗi bước đi. Dưới sự chỉ đạo của các cơ quan, chính quyền, lực lượng chức năng, mong rằng sự trở lại lần này của sư thầy Minh Tuệ sẽ được bình yên, ung dung tự tại. Thầy tiếp tục rong ruổi từ những buổi sáng sớm đi hóa duyên khất thực, mang lại sự an lạc cho mọi người. Hy vọng và cầu chúc cho thầy, nơi đây sẽ là chỗ để thầy ẩn tu, nghỉ ngơi qua mùa mưa, mùa của an nhàn bên đạo Phật, mùa kiết hạ đã được lưu truyền hàng trăm ngàn năm qua. Trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh của thầy đã chứng minh một điều kỳ diệu và mới lạ như một ánh sáng trong lành giữa cơn mưa nặng hạt của Tây Nguyên. Kính thưa quý vị khán thính giả, cùng tất cả các cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, một khoảnh khắc nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đã đem lại niềm vui lớn lao cho hàng triệu người, trong đó có chúng ta ngồi đây. Thầy Thích Minh Tuệ, người luôn bộ hành hóa duyên khất thực dù ở nơi rừng sâu với người đồng bào hay giữa chốn phồn hoa, đã trở về quê nhà. Hình ảnh của thầy lan tỏa nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội, khiến ai cũng xúc động. Thầy Thích Minh Tuệ là một nhân vật nổi tiếng với lối sống giản dị và truyền cảm hứng mạnh mẽ trong suốt hành trình tu tập. Sự trở lại của thầy sau những ngày dài ẩn cư trong rừng núi đã gây xôn xao cộng đồng, các Phật tử và người dân. Tuy nhiên, sự kiện này diễn ra không như mong đợi. Dẫu biết rằng chúng ta đều yêu quý mến thầy, nhưng sự kính mến quá mức đã khiến một số người dân mất đi ý thức. Ngay từ sáng sớm, thầy Minh Tuệ đã khất thực với tâm niệm mang lại lợi ích và tinh thần cho những người gặp gỡ. Thật đáng tiếc, khi người dân tập trung quá đông, không giữ được khoảng cách để tôn trọng thầy, họ bám theo từng bước đi của thầy, gây phiền toái và bắt buộc thầy phải tạm trú tại công ty cà phê của anh trai thầy để tránh tình trạng tụ tập đông người, gây mất trật tự. Sự việc này phản ánh một thực trạng đáng buồn về sự thiếu ý thức và cuồng tín quá mức của một số người dân. Họ không hiểu rằng việc đi theo bám sát thầy không chỉ tạo ra sự ồn ào, cản trở giao thông, mà còn làm phân tâm và gián đoạn sự tu tập của thầy Minh Tuệ. Chúng ta đã vô tình đẩy thầy vào những tình thế khó xử, mất đi cơ hội đảnh lễ thầy một cách trang trọng và cung kính. Có nhiều nguồn thông tin cho biết, xóm làng nơi cha mẹ thầy rất bức xúc và phẫn nộ lên tiếng. Xin mọi người hãy dừng lại, không đi theo thầy nữa. Hãy đứng từ xa, hàng lối theo hai bên đường, chắp tay cung kính hoặc ghi hình, nhưng để thầy tự do thong dong đi giữa lòng dân một cách tự nhiên. Mọi người phải hiểu rằng, hạnh tu của thầy là đi đây đó khất thực. Đừng cầm theo đồ ăn chay hay bánh trái hoa quả để cúng dường cho thầy, vì việc làm này hạn chế hạnh của thầy và quý vị cũng không nhận được phước báo gì từ đây. Hãy để mọi việc diễn ra tự nhiên, có duyên thì sẽ gặp, và hạnh của thầy sẽ đến khất thực lần lượt từng nhà. Tu hành Di Đà, tu nhẹ sẽ không chuông không mõ chẳng hoa mẹ không chùa không thân tu mới mẹ. Kính thưa quý vị khán thính giả, cùng tất cả các cộng đồng Phật tử và người dân trong và ngoài nước. Như chúng ta đã biết, sư thầy Thích Minh Tuệ đã xuất gia được 9 năm và đã chính thức tu theo con đường 13 hạnh đầu đà được 6 năm.
Đây là một hành trình dài trong quá trình học hỏi và định hướng đi trên con đường tâm đạo. Trong suốt thời gian đó, Sư Minh Tuệ luôn kiên định, tinh tấn, nhất tâm, theo đuổi những giá trị Phật Pháp cao quý theo lời dạy của Đức Phật, buông bỏ mọi bản ngã trần tục, không màng vật chất, lợi danh. Sư đã một lòng truy cầu tâm đạo, quyết không lùi bước. Trong quá trình tu tập, Sư Minh Tuệ đã hữu duyên lan tỏa đến đông đảo người dân và Phật tử trên mạng xã hội về những đức tin và giá trị mới về cuộc sống tín ngưỡng. Đây là điều mà cá nhân Sư Minh Tuệ và gia đình rất hoan hỷ khi con đường khổ hạnh của Sư nhận được sự thấu hiểu và đồng cảm từ bà con Phật tử và người dân trong và ngoài nước. Con đường hành pháp 13 hạnh đầu đà của Sư Minh Tuệ không liên quan đến giáo hội Phật giáo hay bất kỳ tổ chức tôn giáo nào. Đây là hành trình tự tu tự học cá nhân theo lời Phật dạy. Danh xưng sư thầy là do người đời gọi. Thực ra Sư Thích Minh Tuệ không nhận mình là sư hay thầy, không nhận đệ tử, cũng không có hộ pháp hay bảo vệ. Sư Minh Tuệ không coi mình là bề trên của bất kỳ ai, cũng không nhận mình đã chứng đắc. Sư luôn xưng con với tất cả chúng sanh và không nhận đảnh lễ quy lạy của mọi người. Vì mọi hành động quy lạy đều là đảnh lễ Phật Pháp Tăng. Sư Minh Tuệ không thuyết pháp hay giảng pháp, mà chỉ chia sẻ quá trình tu tập khi được mọi người hỏi đến. Sư chỉ nhận bố thí cơm chay và nước uống, ngày chỉ ăn một bữa, không nhận dư thừa đồ ăn. Đặc biệt không nhận tiền bạc và những đồ có giá trị, không kêu gọi ủng hộ hay cúng dường. Gia đình Sư Thầy Thích Minh Tuệ mong tất cả cộng đồng Phật tử và người dân trong và ngoài nước luôn đề cao cảnh giác trước bất kỳ hành vi dụ dỗ gửi tiền ủng hộ, quyên góp, mua sắm đồ ăn hay nhu yếu phẩm cho sư và các huynh đệ tu tập. Đối với Sư Minh Tuệ, đó là những hành vi đi ngược lại hạnh nguyện và lý tưởng hành pháp mà sư đang theo đuổi. Mong quý vị hãy sàng lọc cảnh giác, tránh bị kẻ gian lợi dụng. Sư Minh Tuệ cũng mong người dân không đi theo thầy trên con đường khất thực và hành pháp. Hữu duyên hạnh ngộ, đảnh lễ từ xa, rồi ai về nhà nấy, để tránh ảnh hưởng tới an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là những thỉnh cầu và chia sẻ mà Sư Thầy Thích Minh Tuệ cùng gia đình muốn gửi gắm tới cộng đồng quý Phật tử và những người dân đã luôn mến yêu, theo dõi và đồng cảm với hành trình bộ hành và con đường tu tập của Sư. Những mong muốn này, mọi người có thể hoan hỷ và tạo điều kiện để cho Sư Minh Tuệ tiếp tục bộ hành và khất thực trong thời gian tới. Qua đây tuần nét phép được chia sẻ đôi lời về bức tâm thư mà Sư Thầy Minh Tuệ kính yêu để lại. Kính mong quý vị cùng nhau chia sẻ và lan tỏa những yêu thương, tương thân tương ái trong cộng đồng, đoàn kết toàn dân cùng phát triển xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó mới là những điều hoan hỷ nhất trên bước đường dài thong dong, gối mỏi gót mòn mà không hề nhụt chí của Sư Minh Tuệ. Và bây giờ em xin phép được tạm dừng video ở đây. Kính chúc quý vị khán thính giả cùng tất cả cô dì chú bác anh chị em một sức khỏe, luôn may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin thân ái, chào tạm biệt.